mất không nữa chứ. Giờ giữ tôi đó, Tha La xóm đạo á, Tha La trái đúng không, trái sao là bông, trái đây là bông, bông sáng nó nở. Phượng ai nói nghe, đi làm nước Phật tới chắp tay đi, đứng đi Tha La chụp điện hoàng gia. Dạ, đoàn của mình nhìn thấy có hai màu, màu vàng với màu trắng, đó là tượng trưng đạo Phật, đạo Hindu trong thời xưa. Dạ, thì đoàn của mình nhìn cái ngọn tháp đó cao nhất, là đó là tượng trưng cho vua, đó là mặt cho vua bốn hướng, bốn đông tây nam bắc để mà bảo vệ dân Khmer và nhìn trong đất nước Khmer. Dạ, tượng trưng còn trong cái này trên thay ra là cái chỗ mà Apsara để múa cho vua xem cái bữa lễ đó. Dạ, trong đó ở ngoài đó còn ở đây, ngoài đây là cái cửa thành đi vô, và cái đoạn đường mà mình đi vô hồi nãy là cái cửa phụ thôi. Là cái lúc mà vua đón tiếp với khách đó, vua sẽ đón tiếp mở cái cửa đó ra để mà ở cho khách vô. Dạ, hiện nay vua Xe Harmony đang đi ra ngoài. Dạ, mình nhìn cái cờ đó thì cờ hạ xuống ạ. Cái cột cờ, chưa thấy cột cờ chưa? Dạ, không có. Chắc như vậy. Đúng rồi. Đó là vua đã đi ra ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thank you.
Khoai hả? Em quay. Hay ta, anh không thấy luôn. Thank you.